Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, hội nghị kết nối trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp. Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 có nhiều quy định mới về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. Một trong những điểm mới quan trọng là quy định kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị. Tuy nhiên, thời gian qua, trong thực tiễn thi hành biện pháp kiểm soát tài sản, thu nhập theo luật phòng chống tham nhũng năm 2018 vẫn cho thấy những vướng mắc bất cập, chủ yếu tập trung thực hiện việc kê khai và xác minh tài sản, thu nhập. Chính vì vậy, hội nghị lần này, Thanh tra Chính phủ phổ biến một số vấn đề trong công tác kiểm soát thu nhập. Đại diện các bộ ngành địa phương trao đổi về những vướng mắc bất cập trong công tác kiểm soát tài sản, thu nhập tại địa phương, đơn vị, đồng thời đưa ra những đề xuất kiến nghị và giải pháp để tháo gỡ các vướng mắc bất cập công tác kiểm soát tài sản.